Ok rồi, kính chào toàn thể anh em trở lại với kênh của Xuân Loa Audio. Thì em rất nhiều clip em đã nói với các anh em rồi. Đây ạ. Đây là một cái em thì là một người có một cái đam mê rất lớn trong các vấn đề về công nghệ rồi đồ chơi audio, đặc biệt là về âm thanh, loa đài các kiểu chế độ. Thì anh em xem kênh của em thì anh em biết rất nhiều về cái tính cách khủng hoảng của em rồi. Và trong những cái đam mê đó thì nhạc cụ, ví dụ như guitar, kèn, saxophone, sáo, đàn Yamaha, organ các kiểu em cũng rất là đam mê. Đấy, đam mê âm thanh, đam mê nhạc cụ. Thì vì cái đam mê đó cho nên em đã đặt đặt một cái kèn saxophone. Một cái kèn saxophone em đặt ở trên eBay và hàng hôm nay đã về. Thì em đích thân sẽ khui thùng cho anh em để khoe anh em một con kèn saxophone, đồng thời chia sẻ cho anh em một con kèn saxophone full ni lông hộp xốp hàng, vừa nói vừa khui thùng cho anh em nhé. Vừa nói vừa khui thùng luôn. Con kèn này nó đóng gói phê luôn anh em ạ. Đây, đóng gói và chống sốc. Chống sốc đây anh em này. Đấy. Em sẽ đây. Ngoài cái hộp giấy thì nó còn là thế này cơ. Đây. Rất tuyệt vời. Hàng đóng gói đúng là hàng từ eBay về nó khác. Đóng gói sướng thật. Anh em nhìn này. Đấy. Và đây cái phần chính của nó đây. Úi giời, cái vali xịn sò luôn. Đây, một cái vali rất là xịn sò. Một cái vali rất xịn sò để review cho anh em luôn. Đây. Review cho anh em một con vali đựng kèn là rất là xịn sò của Yamaha. Yamaha anh em nhé. Cái quai quai sách này để đi biểu diễn. Con Yamaha này, con Yamaha saxophone này thì nếu mà nói về anh em yêu nhạc cụ, yêu về kèn saxophone thì anh em cũng quá biết về lịch sử của kèn saxophone rồi. Kèn saxophone thì nó được sản xuất năm 1000, tức là được phát minh sáng chế đầu tiên là năm 1840 do một ông người Pháp tên là gì gì sắc. Cho nên sau này người ta mới đặt tên là kèn saxophone, thuộc cái họ kèn gỗ. Nhưng mà nó là dòng thuộc họ kèn gỗ. Nhưng mà cái ông này em tìm hiểu thì ông sắc này là ông đã trong cuộc đời sáng chế của ông ấy, thì ông đã sáng chế ra cũng gói gọn lại tầm 12 loại kèn saxophone này. 12 loại, nhưng mà thế giới chọn lọc và nói chung quá trình chơi sử dụng thì người ta vẫn chọn ra 4 loại cơ bản thôi. 4 loại cơ bản hiện nay người ta đã phổ cập. Thì em nhớ bằng mạng như cái con này là một trong bốn loại đó. Đó là loại Anto. Anto. Đấy, thì em mở cho anh em xem. Em thì không muốn điều qua mật thợ vì có nhiều người chuyên nghiệp về kèn. Thì mình không thể nói cái vấn đề đấy. Mình chỉ nói cái đam mê của mình thôi. Mình tìm hiểu về kèn rồi mình chơi. Thì người chơi phổ thông, người chơi tập tành, chơi giải trí thì chỉ chơi dòng Anto này thôi. Đấy. Anto. Anton đấy, nói chung là một trong bốn dòng. Con năm 1846 là mới chính thức ông sắc này mới được cấp bằng sáng chế với kèn saxophone. Ông này là một nhạc sĩ, một nhà chế tạo nhạc cụ. Đấy, thì riêng cái túi da đã quá đỉnh rồi anh em ạ. Rồi bây giờ em mở cho anh em xem. Bập bập. À, anh em xem, mở cho anh em xem luôn. Úi giời ơi, quá đẹp luôn anh em ạ. Quá đẹp luôn anh em ạ. Yamaha là một cái thương hiệu lâu đời của Nhật Bản, nhưng mà nó sản xuất bây giờ nó cũng cái dòng Yamaha anh em chơi thì anh em biết rồi. Phổ cập và sản xuất nhiều ở Trung Quốc cũng cứ nhiều. Cái con này là em tìm hiểu thì nó sản xuất ở Trung Quốc nhưng nó là hàng xuất đi các thị trường châu Âu rất là nhiều. Thì em mua trên eBay về, nó xuất sang thị trường này.
nó được cái hay, full bắp luôn, đủ cho anh em biểu diễn. Người mới tập chơi ấy, người mới tập chơi thì người ta cũng chơi cái dòng này đầu tiên, Yamaha. Cái mã của con này là dòng cao cấp nhất hiện nay, đó là cái mã IF875EX. Đây, nó đầy đủ lắm anh em ạ. Nó đầy đủ lắm ấy. Này, Anton dùng cái miếng kèn AS4C của Yamaha này. Đấy, xịn sò luôn, đầy đủ luôn. Đây, một hộp dăm, một hộp luôn này, cả hộp luôn, phụ kiện này. Quai này, quai này. Ui dồi, dăm việc phun luôn. Găng tay này, găng tay này. Các cái miếng dán này, các miếng dán để bấm này anh em. Đầy đủ, găng tay này. Hai bộ luôn. Và cái phần chỉnh đây anh em ơi. Đây, riêng cái đầu ngầm thổi đã xịn sò thế này rồi cơ mà. Logo của Yamaha. Đây. Có chữ in rõ ràng luôn đây, anh em nhìn cho rõ này. Thì em bóc ra cho anh em xem. Hàng khui thùng sướng thật. Đây anh em này. Ôi, cũng đẹp thế này cơ mà. Đẹp thế này, chữ nghĩa khắc đâu ra đấy. Rồi, phần chính thôi, mình thích là mình thích xem cái phần chính này anh em này. Ui dồi ôi. Đẹp, dã man luôn. Tuyệt vời. Ui giời. Anh em xem nhé. Yamaha EX ST-187 Custom. Dòng EX này thì quá tuyệt vời rồi. Trời ơi, đẹp thế trời. Hoa văn này anh em này. Anh em nhìn rõ tí nhá, em quay lấy nét nó. Model của nó nằm đây anh này. Đây, anh em lấy nét tí cho anh em nhìn cho rõ. 875 AX made in Japan. Chết rồi. Ui, đây còn có cái chổi anh em này. Anh em nhá, có cái chổi để vệ sinh kèn ấy. Đây này. Ơi. Úi giời. Đây. Làm thế này mà đầy đủ để mà anh em mình vệ sinh. Làm đúng là nó làm tuyệt vời thật. Phun bắp luôn. Đẹp. Đẹp quá trời. Rồi, bây giờ thì tháo ra để sử dụng thôi, vẫn còn cả cái nút ấn vẫn còn bảo vệ anh em này. Anh em nhá. Khoe anh em như vậy là đủ rồi. Một clip này là quá đủ để cho anh em biết một cái sản phẩm full ni lông hộp xốp là như thế nào rồi. Anh em nào có nhu cầu. Anh em còn nhu cầu một bộ full box này để về biểu diễn tập tành thì liên hệ em, giá siêu rẻ luôn. Vì em nhập mua trực tiếp trên eBay về cho nên nó cũng được giá tốt. Anh em có nhu cầu về nhạc cụ này thì em để lại cho anh em nhà giá công khai trong mục comment và mục mô tả chi tiết. Xin cảm ơn anh em. Làm đầy đủ như thế này mà anh em, lau kèn các kiểu đầy đủ.
Rồi, hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha. Đây là một clip khui thùng của một cái con kèn rất đẹp rồi, saxophone. Xin cảm ơn.